Em là fan của Mizu. À, Mizu hả? Bên kia có gương mặt hơi khả ái đó, có cái nét xinh khác Mizu. Nhưng mà anh tin chắc rằng em sẽ rất là hài lòng với gương mặt bên kia. Dạ, thì nhận xét chung về nhà trai thì cũng đẹp, thua tôi chút xíu thôi. Cũng có duyên, chiều cao thì kém tôi chút xíu, về thân hình cân đối thì chắc cũng ngang ngang tầm. Bạn tầm này là chiều em thì rất là đẹp trai, em rất là ứng, em rất là ứng. Anh ưng em chưa? Anh ưng em chưa? Để tôi bấm nút đi rồi biết. Mình về chúng một nhà được chưa anh? Nhà em ở đâu? Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Bây giờ thì nhà trai giới thiệu cho mình cho nhà gái nghe cái nè. Xin chào anh Quỳ Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ bên đó và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Vũ Đức Hùng, năm nay 34 tuổi, hiện đang làm cho một công ty phần mềm. Làm ở đâu Hùng? Đã làm quận 7 ạ. Quê Hùng ở đâu? Là Ninh Bình ạ. Rồi xin mời bạn nữ. Dạ em chào chị Quỳnh Lan ạ. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ chào anh bên kia và chào tất cả quý vị đang có mặt tại ngày hôm nay. Dạ em tên là Trần Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Thì hiện tại bây giờ em đang làm cho công ty xuất khẩu da cá sấu, thứ cá sấu á. Với lại em kinh doanh online thêm ạ. Hiện tại thì Trang đang ở đâu? Hiện tại đang ở Tân Bình ạ. Bây giờ em hãy nói cho nhà gái biết là mình có những điểm mạnh, điểm yếu thế nào? Điểm yếu thì chắc là em không cao lắm. Em cao có dưới 1m7. Không, vậy cũng được rồi. Điểm yếu nữa thì chắc là hơi nhút nhát khi mà chưa quen ấy. Còn quen rồi mạnh bạo lắm đúng không? Quen rồi thì có nhiều cái để Còn điểm mạnh thì nói chung em cũng hài hước, cũng biết chiều. Rồi công việc thì cũng tốt, có sức khỏe đó. Có sức khỏe là sao ta? Sức khỏe là người ta chơi thể thao nhiều đó, người ta khỏe mạnh đó. Vâng. Rồi bây giờ mình nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình đi nhà gái. Thành ra là em làm kinh doanh á chị, thành ra là em cũng giao tiếp khá là tốt, có thể là nấu ăn được và em rất là giỏi làm các món bánh. Em rất là thích các cái môn mà thể thao ấy, vận động mạnh. Nhà trai thấy mạnh gì thể thao đó nha. Dạ vậy thì cùng sở thích với em rồi anh. Em rất là thích leo núi và em thích chơi các cái môn ví dụ như tennis rồi á chị. Đức Hùng có thích leo núi không Đức Hùng? Dạ em mới đi có một lần. nhưng mà em thích. Thích dạ. Luôn đúng không? Dạ. Tennis em là chơi tennis khoảng 12 năm rồi. Thôi. À, hai bạn này vậy là hợp nhau quá. Rồi còn điểm yếu của mình? Do là công việc của em là vừa làm công ty vừa online chị, thành ra là nhiều khi là em hơi thức khuya, dậy thì nó hơi muộn một xíu. Tôi nghe nãy giờ khen nhà gái xinh quá, tôi qua tôi xem mặt nhà gái. Dạ em chào anh. Xinh thiệt. Nhà trai bên kia thì không cao lắm, 68 nhưng mà cũng mảnh trai lắm. Nhà gái có mấy mối tình rồi? Em mới có một mối tình là gọi là duy nhất này. Còn các cái mối tình mà yêu mới tìm hiểu thì không tính đúng không? Dạ, mối tình nó dài không? Dạ 2 năm. Lý do sao chia tay? Do là anh đó là bộ đội mà người xa quá. Vậy là không thích yêu xa đúng không? Dạ cũng không phải, mà do là nhiều khi trong quân đội không có thể sắp xếp được thường xuyên gặp nhau. Đúng rồi, yêu bộ đội phải hy sinh cái cá nhân của mình, bởi bộ đội là kỷ luật quân đội là phải trực chiến này kia nữa. Dạ. Ủa nhưng mà nhà gái ở nhà ở đâu mà quê đâu mà tiếng nó là lạ nha? Dạ em gốc ở Hà Tĩnh. Đúng rồi, sao nghe tiếng là lạ. Nhà trai qua coi đi. Thôi, nhà trai tôi cũng mảnh trai lắm á. Thấy không? Đây mời bà mối qua thăm nhà trai đi. Em tò mò lắm chị. Để chị qua chị có chứ chờ. Đó. Chào em. Thôi. Không cũng được em ơi. Sao không được? Sao cũng được mà hơn hơi bị được. Quan trọng là nụ cười tỏa nắng. Cười cái tỏa nắng cho chị coi. Chờ có nắng nó mới tỏa. Có cười. Có răng khểnh có duyên lắm nha. Trời ơi. Sao mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Ba. Những mối tình nào mà anh sâu sắc nhất? Thì cũng có một mối tình khá sâu sắc lâu rồi, 8 năm rồi. 8 năm, tức là cách đây 8 năm hay là yêu nhau 8 năm? Không, cách đây 8 năm. Tụi nó yêu nhau 8 năm rồi, yêu nhau có 2 năm thôi. Sao chia tay? Tại lúc đó cũng còn trẻ nên là có nhiều cái mình chưa có hiểu chuyện ấy. Nên là làm cho mọi thứ nó không được suôn sẻ lắm, thế là chia tay thôi. Bây giờ em muốn tìm cái người bạn gái mà ngoại hình như thế nào, tính tình như thế nào? Thì về ngoại hình thì nói chung là dễ thương, trẻ trung. Tính thì dịu dàng đầm đầm một tí, tất nhiên là vẫn vui vẻ nhưng mà không có sốc nổi đấy. Y chang bên đây luôn. Vâng, thì hên quá. Em thích gái tóc dài tóc ngắn? Nếu mà để phải chọn giữa hai bên thì thích dài hơn. Thích dài đúng không? Rồi chút mở rào cho coi, tóc bên đây ngắn ngủn hơn ngắn tóc tôi nữa. Có mẫu hình lý tưởng nào không Đức Hùng? Thì cũng có. Thí dụ? Em là fan của Mizu. À Mizu hả? Bên kia có gương mặt hơi khả ái đó, có cái nét xinh khác Mizu. Nhưng mà anh tin chắc rằng em sẽ rất là hài lòng với gương mặt bên kia. Bây giờ là cô gái bên kia, hãy nói cho nhà trai biết là mình muốn cái mẫu hình lý tưởng như thế nào. Dạ em là cũng khá cao anh, em cao 1m65 luôn á. Thì nhiều khi công việc đi làm cũng phải mang guốc thì chắc phải tầm hơn 1m7 cơ.
Về ngoại hình thì em cũng không cần bạn nam là cao quá, nhưng mà ít nhất cũng phải tầm tầm em đổ lên. Em thích một người con trai mà quen em là phải tự lập, không có phụ thuộc vào gia đình. Cũng lớn tuổi rồi chị, nếu mà tiến đến hôn nhân thì bọn em muốn là ở riêng, chứ không ở chung gia đình. Còn về công việc thì chỉ cần bạn nó có tính tiến thủ thôi, chứ em cũng không cần phải làm quá giàu hoặc là như thế nào. Chỉ cần tiến thủ và có ý chí trong công việc là được. Bên đây có ý không? Dạ. Có ý, có chí không? Khoản đấy là tốt đó. Em cũng ra đi làm từ nhỏ, đi học xa nhà thì cũng là từ nhỏ rồi, nên là rất là độc lập. Anh ơi, dạ. Có điểm quan trọng là em là thường dậy rất là muộn, cho nên là có bạn nào mà biết nấu ăn nấu buổi sáng cho em nữa càng tốt. Em biết nấu ăn không? Em biết. Nấu buổi sáng được không? Buổi nào thì cũng nấu được thôi. Đó. Mà giờ có sẵn sàng để mà sáng nào cũng dậy nấu buổi sáng giùm cho bạn gái được không? Sáng nào cũng nấu thì chắc là hơi cực á. Chắc là cũng phải tùy. Chắc buổi được buổi không. Cái đấy nói thật, mình nói là sáng nào mình cũng nấu thì là nói dóc á. Chính xác. Chịu rồi đây. Chịu rồi đó. Hôm nay em gái đi với ai? Giờ em đi cùng với bạn em ạ. Chào em. Và xin chào trai cũng như tất cả các bạn đang xem trên đài. Em là Quang Minh, là bạn của Trang. Hai đứa chơi khá là thân với nhau. Dạ, thì nhận xét chung về nhà trai thì cũng đẹp, thua tôi chút xíu thôi. Cũng có duyên, chiều cao thì kém tôi chút xíu. Về thân hình cân đối thì chắc cũng ngang ngang tầm. Thể thao thì cũng yêu thích, đấy cũng là một cái mà phải xem xét lại. Tại vì Trang cũng là một người rất thích thể thao. Và đặc biệt Trang cũng thích một người đàn ông hài hước. Đơn ra là bạn này cũng có cái điểm để mà Trang thu hút được đấy. Này, cảm ơn bạn. Đó là những cái gì mà cô ấy thích mà bạn cô ấy vừa mới nói, nhớ mình chinh phục bằng dưới đó ha. Rồi nhà trai đi với ai cưng? Dạ em đi với đồng nghiệp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả các khán giả đang xem đài. Thì em thấy là chị khá là xinh và có vẻ là khá là sắc sảo. Tao quá xinh luôn. Nên anh Hùng có thể yên tâm. Em cảm ơn anh. Cảm ơn Tiến. Dạ. Bên bạn anh chịu rồi đó. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào đi chứ, thấy hai bạn này là có nhiều cái giống nhau lắm. Mở rào. Đây, anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Tặng món quà gì anh mở ra được luôn cho bạn mở nữa. Mở luôn lại. Ừ. Anh mở giùm em nha. Cái này gói kỹ nên từ từ mở nha. Đừng sốt ruột nha. Dạ vâng. Giờ đầu tiên là cái thiệp, cái này quan trọng nhất. Đọc luôn được không anh? Được. Anh chúc em khỏe mạnh, bình an và luôn đẹp gái ạ. Luôn đẹp gái ạ. Mong luôn đẹp gái là em bịa thêm. Luôn đẹp gái là bịa thêm. Dạ. Quà của em đây là một cái đồng hồ đeo tay. Dạ. Và một cái vòng. Anh cũng gửi cái câu nói của anh vào đây, cái câu mà em quên không đọc. Dạ. Đó là hãy sống hạnh phúc trong từng giây phút hiện tại em nhé. Dạ, thật ra câu đó quan trọng, anh muốn giữ luôn em. Ok. Thì bởi vì đây là cái đồng hồ, đối với anh thì cái thì giờ nó rất là quan trọng, và mình phải từng phút một mình sống trong nó thì mình phải hạnh phúc với đó. Thì đấy là lý do anh mua đồng hồ. Dạ. Hay quá. Thì em cảm ơn anh rất là nhiều. Em thấy chàng trai bên đây sao? Anh có thấp quá không? Không, cái chuyện mà cao thấp không có quan trọng đâu. Biết lý do tại sao không? Người ta đi làm, người ta mang guốc cao riết rồi người ta mỏi chân, cho nên mỗi lần đi chơi thì thôi mang dép xẹp. Đã không, không cần đâu, cứ mang guốc cao cũng được. Em cũng thích phụ nữ guốc cao mà cao hơn mình càng tốt. Cao thấp không quan trọng đây. Nói chung xử lý được hết. Ý là nếu mà đi với nhau thì phụ nữ cao hơn mình ok, chỉ có điều là sợ cô ấy chê là mình thấp hơn thôi. Đúng rồi. Còn nếu đã không vấn đề gì thì đi cao cũng tốt. Giỏi. Dạ. Thấy chưa? Trời ơi, tay tôi cũng dữ lắm á, giỡn không? Thật ra thì công việc em nó khá bận rộn, cho nên là thời gian mà để mà đi ăn đi chơi xem phim rồi thì rất là gọi là hạn hẹp luôn á. Em không có thời gian nhiều đâu. Cho nên là bây giờ ví dụ anh cũng lớn tuổi rồi, em cũng lớn tuổi rồi. Nếu mà mình có cảm tình với nhau thì em nghĩ là cái cuộc hẹn nó không quá nhiều. Nó không có quá nhiều giống như các bạn trẻ bây giờ mỗi ngày mình gặp nhau mỗi ngày được. Thì không biết là như thế thì anh có cảm thấy quá buồn hoặc là như thế nào đó. Anh không quá buồn. Nhưng mà thực ra là nên gặp nhau mỗi ngày, có thể là một tuần 3-4 buổi gì đó thì tốt hơn. Kể cả là mình đi làm bận, anh nghĩ là đi làm bận đến mấy thì bận mình cũng có thể có khoảng 30 phút một tiếng để mà gặp nhau. Nhất là mình cũng ở trong Sài Gòn đó, thì không có gì phải lo về chuyện đó cả. Anh đã từng tới Hà Tĩnh chưa? Anh chưa, anh ở đi Nghệ An thôi chứ chưa tới Hà Tĩnh. Khi nào có dịp thì mời anh về quê em chơi. Quê em được cái món đặc sản là kẹo cu đơ. Không biết anh chị có biết? Có biết kẹo cu đơ. Anh có biết. Anh cũng thích cái kẹo đó. Mà em có nói giọng Hà Tĩnh được không? Dạ được ạ. Anh cũng nghe được giọng Hà Tĩnh, em thử nói một câu anh nghe coi. Nếu mà với nhà em nói chuyện với cha mẹ thì em nói giọng Hà Tĩnh rồi đi.
À, tổng lại là chùa em thì rất là đẹp trai. Em rất là ứng, em rất là ứng. Dễ thương quá à. Rồi hay hết nữa. Được đấy. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà ở quê tầm tụi em thì người ta gọi là cũng ế rồi đó. Ừ. Nhưng mà do là em sống ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn thì thành ra em cũng thấy bình thường, không sao cả. Ừ. Thì nếu mà anh với em mà cảm thấy ưng nhau á, mà tìm hiểu nhau thì em nghĩ là cũng dành cho nhau một thời gian nhất định nào đó thì mình cũng tiến tới hôn nhân thôi. Thì anh cũng tầm tuổi lập gia đình được rồi mà em cũng vậy. Ừ. Còn về sống chung thì hiện tại bây giờ là em có nhà Sài Gòn rồi. Ừ. Thì hoặc là nếu mà anh muốn thì có thể là sống bên anh hoặc là bên em cũng được, sao cũng được. Ừ. Nhưng mà em thích kiểu như là không sống chung bố mẹ, có thể là gần sát bên cũng được. Kiểu mình hơi xa thì mình có thể có tình cảm nhiều với bố mẹ hơn. Lâu lâu mình sang mình chăm sóc rồi mình quan tâm đến hai bác, đến bố mẹ của mình. Nó thì không biết là ý anh như thế nào? À không, anh thì anh tôn trọng điều đó thôi. À, khi mà bố mẹ mình già yếu ấy, lúc đầu mình có thể không sống chung với bố mẹ cũng được. Nhưng khi mà bố mẹ mình già yếu, cái lúc mà lúc nào cũng cần mình ở bên, thì đương nhiên mình phải sống với bố mẹ rồi. Thậm chí là nếu mà bố mẹ của em có vấn đề gì đấy, anh cũng hoàn toàn có thể chung sống với bố mẹ của em. Thì đấy là cái đoạn sau. Còn đoạn trước thì anh hoàn toàn tôn trọng, anh đồng ý cái chuyện đó à? Dạ, bố mẹ thì mình chỉ có một thôi mà. Phần con cái thì anh muốn sinh tầm chục đứa hay là bao nhiêu đứa? Bà ấm nhôm nhắc ra bà nhắm đã được 10 đứa không mà bà hỏi. Sao em thích gia đình nhiều đông con đó chị? Thích thì thực ra anh cũng thích. Nhưng mà chuyện thích là một chuyện thôi. Còn mình sinh con mình ra, mình có rất nhiều thứ phải lo à. Nên anh nghĩ là anh chỉ mong muốn từ 1 đến 2 thôi. 2 chắc là 2 là đã là nhiều rồi. Dạ nên rồi, ok anh. Giờ quen nhau tính bao lâu tiến tới? Em thì không quan trọng chuyện là bao lâu về. Thực ra em thì không có quá nhiều áp lực về chuyện là phải lập gia đình hay là sinh con. Thực sự là như thế. Còn ví dụ Trang là cái mong muốn của em thôi. Mà anh cảm thấy ok thì là anh tới. À. Thì nếu mà quen thì năm sau có thể là kết hôn cũng được, cuối năm sau cũng được chị. Năm sau đó có ok không? Bây giờ mình nói vậy thôi, đâu có thể là năm sau cưới luôn được. Cái đó là cái chuyện sau này hai người còn sau chương trình còn tìm hiểu nữa. Thì mình cứ chốt phát đi anh, chốt trước đi, tìm hiểu tiếp. Đúng rồi. Em bước tới nắm tay cô ấy ha. Mình giao lưu về mặt cảm xúc chút xíu đi nào. Đàn ông hiện đại mạnh mẽ lên. Anh thấy rằng cô ấy mạnh mẽ hơn rồi đó. Cứ nắm tay cô ấy nào. Dạ. Anh rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho anh em mình có cái nhân duyên gặp ngày hôm nay. Thì em rất là đẹp. Cảm ơn. Nói chung về ngoại hình thì không có gì để chê cả. Rồi công việc và mọi thứ, quan điểm của em thì anh cũng rất là đồng tình thôi. Anh mong là sau cái chương trình này mình có cơ hội để mình gặp nhau ít nhất là một vài bữa nữa ha. Rồi mình sẽ trao đổi kỹ hơn về mọi thứ. Bởi vì ở trong khuôn khổ chương trình thì nhiều khi mình không bộc lộ hết được. Anh mong muốn là dù sau này có như thế nào đi nữa thì mỗi một cái khoảnh khắc của mình trôi qua, mình đều có cái niềm hạnh phúc, có cái niềm vui ở trong đó. Ví dụ như khoảnh khắc bây giờ, còn sau này như thế nào thì kệ nó, không biết. Vậy bây giờ anh, nếu em có bài hát nào mà hay thì em có thể tặng anh một câu cũng được. Bởi vì anh hát rất dở. Nhưng mà anh đang rung anh ạ, anh đang rung. Anh có rung rồi. Nhưng mà anh rung vậy làm sao mà em hát được? Thì anh thả ra nha. Thôi em thả là khó hát. Mời anh. Dạ vậy thì em hát thì không hay đâu. Dạ nhưng mà cũng gửi tặng anh với tất cả mọi người đây một phút nhanh nhá. Em không chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ giống như bao người, được anh bên cạnh và mình em thôi. Hay quá. Dạ, một đoạn nữa. Thật ra em không có thuộc bài đó lắm, nhưng mà em thấy chắc là nó hợp với cái tình cảnh này đó. Nhưng mà em thấy anh Tuấn rung anh ạ. Thì phải run chứ. Anh làm sao mà hết run được, chắc là phải không có ai ở đây. Coi như không có tụi tôi trên đây đi, nãy giờ tụi tôi có thấy gì đâu. Anh ưng em chưa? Anh ưng em chưa? Để tí bấm nút đi rồi biết. Mình về chúng một nhà được chứ anh? Nhà em ở đâu? Chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ đưa ra quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Bây giờ không có rung nữa nha Hùng. Dạ em rung. Dạ em rung đúng không? Dạ. Vậy? Phản ứng em nó ngược vậy.